thì đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp đến, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng giảng nhập bài pháp thoại hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bổn Sư. Kính bình lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một điều mà đôi khi chúng ta ngộ nhận về sự tu tập đó là người tu thì là người biết sống một mình, sống độc cư. Và nhiều người dẫn đến quan niệm rằng mình tu thì nói theo cái cách nói thực thực là cu kỳ một mình là tốt, một mình một chợ, một mình một cõi là tốt. Thế nhưng ở trong bài kinh ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy được Đức Phật đã dạy chúng ta như thế nào về sự quan trọng của thân cận thiện hữu hay là thân cận bạn lành. Mà hơn thế nữa, Đức Thế Tôn còn dạy rằng chính bản thân của Ngài là thiện hữu, là bạn lành của chúng sinh trong đời. Thì thưa quý vị, xem Phật như bạn đó là một ý tưởng không có thích hợp ở trong văn hóa của chúng ta. Nhưng trong xã hội Ấn Độ, chữ bạn lành hay thiện hữu đó là một ý niệm rất là đặc biệt. Cha mẹ có thể là bạn lành của con, thầy tổ cũng là bạn lành của con. Và trong trường hợp này, Đức Phật cũng là bạn lành của chúng sinh. Chúng ta lắng nghe bài kinh ngày hôm nay và sau đó sẽ được nghe sự giảng dạy rộng rãi ý nghĩa từ Thượng tọa Tự Nguyên. Xin mời quý vị đọc cho phần kinh văn. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã giảng nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Bài học hôm nay, môn học tương ưng bộ Sanyutta Nikaya. Bạn lành là trợ duyên không thể thiếu, kinh thiện hữu. Kaliyana Mitta Sutang, chương 3, tương ưng Kosala, phẩm thứ 2. Nhiều người xem sự thân cận thiện hữu trong đời sống tinh thần chỉ là sự lựa chọn tùy thích, có cũng được, không có, chẳng hề chi. Trong bài kinh này, Đức Phật nêu rõ sự thân cận bạn lành là điều thiết yếu trong từng bước của hành trình tu tập. Một cách nói ở đây còn được hiểu theo văn hóa Ấn Độ và văn hóa Phật giáo. Đức Phật là bạn lành của chúng sanh. Những ai nương tựa và thường học hỏi những lời Phật dạy sẽ có được sự trợ duyên quý báu trong từng bước của hành trình tu thân, hành thiện, giải thoát. Kinh văn: Tại Sawatthi, ngồi xuống một bên, vua Pasanadi, sứ Kosala Bạch Thế Tôn. Ở đây, Bạch Thế Tôn, trong khi con sống một mình nơi thanh vắng, ý nghĩ sau đây khởi lên: Pháp được Thế Tôn khéo giảng, Pháp ấy dạy cho người có bạn lành, kết giao với bạn lành, thân thiết với bạn lành, phải cho người có bạn xấu, kết giao với bạn xấu, thân thiết với bạn xấu. Đúng như vậy, này Đại Vương, Pháp được ta khéo giảng, Pháp ấy dạy cho người có bạn lành, kết giao với bạn lành,
thân thiết với bạn lành, chứ không phải cho người có bạn xấu, kết giao với bạn xấu, thân thiết với bạn xấu. Này đại vương, một thuở ta ở giữa dòng họ Sắc Ca, Thích Ca, tại một thị trấn của các vị Sắc Ca có tên là Nagaraka. Này đại vương, rồi tỳ kheo Ananda đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, phân nửa đời sống phạm hạnh này là có bạn lành, kết giao với bạn lành, thân thiết với bạn lành. Này đại vương, được nói vậy, ta nói với tỳ kheo Ananda: Này Ananda, không phải vậy. Này Ananda, không phải vậy. Này Ananda, thật ra toàn bộ đời sống phạm hạnh này là có bạn lành, kết giao với bạn lành, thân thiết với bạn lành. Này Ananda, khi tỳ kheo có bạn lành, thời vị ấy sẽ huân tu thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám chi phần. Này Ananda, thế nào là tỳ kheo có bạn lành, kết giao có với bạn lành, thân thiết với bạn lành, làm cho sung mãn thánh đạo tám chi phần? Này Ananda, ở đây tỳ kheo tu tập chánh tri kiến, y cứ trên viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, thành tựu sự buông xả, tu tập chánh tư duy, tu tập chánh ngữ, vân vân, tu tập chánh niệm, vân vân, tu tập chánh mạng, vân vân, tu tập chánh tinh tấn, vân vân, tu tập chánh niệm, vân vân, tu tập chánh định, y cứ trên viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, thành tựu sự buông xả, vân vân. Như vậy, này Ananda, tỳ kheo có bạn lành, kết giao với bạn lành, thân thiết với bạn lành, làm cho sung mãn thánh đạo tám chi phần. Và theo phương cách này, này Ananda, cần phải hiểu đời sống phạm hạnh này là có bạn lành, kết giao với bạn lành, thân thiết với bạn lành. Này Ananda, chính do chúng sanh y cứ nơi ta là bạn lành, nên chúng sanh bị già được thoát khỏi già, bị bệnh được thoát khỏi bệnh, bị chết được thoát khỏi chết, bi sầu, bi khổ, ưu ái thoát khỏi sầu, bi khổ, ưu ái. Và Ananda, với phương cách này, cần phải hiểu toàn bộ đời sống tâm hạnh này là có bạn, kết giao với bạn lành, thân thiết với bạn lành. Do vậy, này đại vương, cần phải hành trì như sau: tôi sẽ là người có bạn lành, kết giao với bạn lành, thân thiết với bạn lành. Như vậy, này đại vương cần phải thực hành. Này đại vương, khi đại vương có bạn lành, kết giao với bạn lành, thân thiết với bạn lành, cần an trú một vào một pháp làm nền tảng là không giải đãi trong thiện pháp. Này đại vương, khi đại vương an trú vào pháp không giải đãi, y cứ vào pháp không giải đãi, thời các cung nhân sẽ suy nghĩ rằng: đại vương an trú vào pháp không giải đãi, y cứ vào pháp không giải đãi, thời vậy chúng ta hãy an trú vào pháp không giải đãi, y cứ vào pháp không giải đãi. Này đại vương, khi đại vương an trú vào pháp không giải đãi, y cứ vào pháp không giải đãi, thời các sát đế y chư hầu sẽ suy nghĩ rằng: đại vương an trú vào pháp không giải đãi, y cứ vào pháp không giải đãi, thời vậy chúng ta hãy an trú vào pháp không giải đãi, y cứ vào pháp không giải đãi. Này đại vương, khi đại vương an trú vào pháp không giải đãi, y cứ vào pháp không giải đãi, thời các binh lính sẽ suy nghĩ rằng: đại vương an trú vào pháp không giải đãi, y cứ vào pháp không giải đãi, thời vậy chúng ta hãy an trú vào pháp không giải đãi, y cứ vào pháp không giải đãi. Này đại vương, khi đại vương an trú vào pháp không giải đãi, y cứ vào pháp không giải đãi,
thời dân chúng ở thành thị và thôn quê sẽ suy nghĩ rằng đại vương an trú và pháp không dạy đại, y cứ và pháp không dạy đại. Thời vậy, chúng ta hãy an trú và pháp không dạy đại, y cứ và pháp không dạy đại. Thưa đại vương, nếu đại vương an trú và pháp không dạy đại, y cứ và pháp không dạy đại, thời bản thân được phòng hộ, cung nhân được phòng hộ, kho báu được phòng hộ. Với người mâm tài sản luôn tăng trưởng phát đạt, người hiền trí tán thán, không sao lãng phước hạnh. Trí giả không dạy đại, bảo đảm cả hai điều, lợi lạc trong kiếp này, lợi lạc trong kiếp sau. Người khôn khéo thành tựu được gọi là bậc trí. Thích văn: Phoge Pattaya Manena Ulare Appa Rapare. Đối với người mong cầu tài sản thường tăng thịnh, Appa Madang Pasam Santi Punya Kiriyasu Padita. Bậc thiện trí tán thán sự dốc lòng không chệch mạng trong việc tạo phước. Appa Matto Ufo Athe Athikanhati Panito Dithe Thamme Chayo Atho Yo Chattho Samparayiko. Người có trí tinh cần không phải không dạy đãi khiến thành tựu lựu lại lạc cả hai đời này và kiếp sau. Attha Phisa Maya Thiro, hiền nhân luôn chuyên chú. Panji Tô Tí Bá Phúc Trá Ti Tí, được gọi là bậc trí. Thích nghĩa: theo sở giải, dù pháp được Đức Tôn khéo giảng dạy, nhưng để thật sự đạt được lợi ích, người thực hành cần biết ứng dụng thích hợp và có được bạn lành trợ duyên như câu bậc thánh Tu Đà Hoàn là bậc nghe được dự pháp thân cận thiện hữu. Biên soạn: Tỳ kheo Giác Đẳng. Và thưa, chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh Thường Tòa Tuệ Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Giờ thưa, để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành tâm kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và đến Chúng Tăng. Chúng con kính lễ đến Thường Tòa Giác Đẳng, Thường Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwade Miswakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Savakasangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là bậc Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, như nhà quy lực Tam Bảo hàng giờ hồ đến chư Tôn Đức Tăng. Quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học các Phật kinh Thiện Hữu Kalaya Namitta Sutang ở trong Tương Ưng Bộ, thì liên quan tới là bạn lành là trợ duyên không thể thiếu. Đúng như vậy, thì dù cho ở đời hay là đạo đều cũng là cần có bạn lành. Nhưng ý nghĩa của bạn lành ở trong Phật Pháp nó lớn, nó mạnh và nó rất là cần thiết trong công cuộc tu tập. Như chúng ta biết, có thể lấy Đức Phật là một bạn lành, đúng như vậy, là một ân sủng rất là cao cả. Hay là chúng ta lấy Pháp, lấy Tăng là một chỗ nương tựa, là một điểm lành cho chúng ta, hay là một bạn lành cho chúng ta. Trong cuộc đời này nó có một cái sự tương quan. Một cái sự tương quan đó chính là một cái sự liên hệ
trên sinh hoạt giữa người với người, hay chúng ta lấy một cái ý niệm, lấy được một cái những gì mà người đi trước, cái những gì mà các hàng huynh trưởng, các bậc cao niên lập trưởng, hay nói một cách cao cấp hơn, cũng như các tiền bối, và nói một cách ý nghĩa tốt đẹp nhất, đó chính là Đức Phật là một cái điểm cho chúng ta, là một cái nơi nương tựa, là một cái nơi dẫn đường, chỉ một kim chỉ nam. Có hai hình thái ở đây khi chúng ta thấy đọc qua văn kinh, Vua Ba Tư Nặc đến hỏi Đức Phật, và Đức Phật ngài trình bày lại cho Vua Ba Tư Nặc nghe, Vua Ba Xin đi nghe. Ở đó ngài lặp lại có một lần A Nan đã hỏi, có thể nói một nửa phần của đời sống phạm hạnh là có bạn lành. Ở đây Đức Phật nó không phải là như thế, mà toàn bộ phạm hạnh, toàn bộ một quy trình của phạm hạnh phải có bạn lành, chính là pháp của ngài. Cũng như ngài nói cho Đức Vua, sau khi mà dẫn giải về trong Bát Thánh, tám cái điều, tám chi phần làm cái chỗ tựa nương để các bậc xuất gia hay là những người tu hành cầu mong cái đạo quả, cầu mong cái sự tốt đẹp. Một mặt khác, Đức Phật ngài cũng từ đó mà ngài cũng chỉ cho Đức Vua biết về cái bạn lành trong cái sự cai trị vương quốc của chính ngài, với những thần dân, với những binh lính, với những dân chúng ở thành thị hay ở thôn quê, vân vân, đều có một ý niệm để nêu bật lên cái ý nghĩa của bạn lành. Và một trong những pháp mang đến hạnh phúc đó chính là chúng ta thân cận các bạn lành, là phúc lành cao thượng. Asewana cha ba la nang ban ni tan nang cha sewana. Pucha cha pucha ni yana e tang mang kalung tamang. Ở đây chúng ta thấy nếu như những người đệ tử mà y cứ vào pháp của Đức Phật đã dạy, có lẽ chúng ta chọn quá nhiều cái pháp môn này, cái pháp môn nọ, nhưng ở đây chỉ một điều thôi. Ngài dạy về cái tám cái con đường hay tám cái chi phần, đó là toàn bộ của đời sống phạm hạnh. Mà khi chúng ta kết giao với, y cứ theo ngài, nghe theo ngài, tin ngài, thì phải hiểu biết trên cái đường đi của ngài đã đi qua, trên cái pháp mà ngài đã thành tựu, sở chứng của ngài đã được viên mãn, và điều mà chúng ta cần đó chính là y cứ tại nơi đó. Một vị tỳ kheo có một chánh tri kiến mà y cứ trên viễn ly, y cứ ly tham, y cứ độ diệt, thành tựu buông xả, rồi tu tập chánh tư duy cũng vậy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và ý cứ trên một tinh thần như vậy, thì kính thưa quý vị, là chúng ta thành tựu cái gì? Là chúng ta thành tựu được sơ đạo sơ quả, bước vào dòng thánh, mà chính là đó là bạn lành đối với các bậc thánh, hiểu chưa? Y cứ như thế thì là chính là bản lành của các bậc thánh. Mà chính y cứ nếu như bản lành của các bậc thánh, thì chúng ta nhớ, đối với khi nào mà chúng ta tu tập và chúng ta thành tựu với các bậc xuất gia, hay là những người đã tu tập mà chứng đắc thành tựu sơ đạo sơ quả, thì ngay khi đó chính là một bản lành cao cả nhất. Mà ở trong
38 pháp hạnh phúc, chỗ mà thân cận bậc trí hiền được cái kết quả như vậy. Và bậc trí hiền đó, cái sự thân cận đó là nói lên cái gì? Cái sự thành tựu sơ đạo sơ quả. Gọi là một người, người bạn lành ở đây, tức là người đó phải có, trước nhất là phải có đức tin, có trì giới, có bố thí và có trí tuệ. Rồi có đức tin, tức ở đây chúng ta tin nghiệp, tin nhân quả nghiệp báo, có sự trì giới, nếu là tại gia hay là xuất gia, theo cái tinh thần của giới luật đã được ban hành. Và có cái cha gác, đó chính là cái sự bố thí, cái sự dứt bỏ. Và có cái trí tuệ để chúng ta biết được cái nẻo tà, nẻo chánh, quán chiếu, thấy được tam tướng vô thường, quần áo vô ngã, vân vân. Hay một cách khác, bản lành, đó chính là một con người thân lành, khẩu lành và ý lành. Một con người có thân lành, khẩu lành, ý lành người ấy sẽ cho ta được nhiều cái điều tốt đẹp. Một ý nghĩa khác nữa, gọi là một bạn lành, chính là người hiểu biết cái lợi ích của hiện tại, lợi ích của đời vị lai và lợi ích cao quý nhất, đó là cái tinh thần trí tuệ hay là trí thức. Chúng ta hiểu biết được cái đời hiện tại là chúng ta không hành theo tà pháp, không làm trái lực, lực đời, lực của quốc độ. Hay là một mặt khác, chúng ta không làm phiền kề cận ta, hay chúng ta thọ trì giới lực của Phật, đó chính là lợi trong đời hiện tại. Và lợi ở tương lai, đó chính là đời người bền vững cái của cải tài sản. Mà cái của cải tài sản này chúng ta không có phải đem theo xuống mồ đâu khi chết. Cho nên tâm của người đó có cái tấm lòng buông bỏ, có cái tấm lòng xả ly, có cái tấm lòng vị tha, không có ích kỷ, dám đem tiền của mình ra giúp đỡ cho người. Như là chúng ta bố thí áo cơm, hay chúng ta chia sẻ cho những cái hoàn cảnh đau khổ. Và hiểu được cái lợi ích cao quý nhất đó là do tu hành, để chúng ta tu hành giới định tuệ ở trong hiện kiếp này, và chúng ta làm nhân làm duyên để giải thoát trong mai sau. Thì đó là những ý nghĩa mà của gọi là cái bạn lành, nói một cách chung. Bây giờ là một người tu tập đến các bậc xuất gia, phải tự hiểu biết rằng cái bạn lành chính là chúng ta gần kề với Phật. Bởi vì câu mà chúng ta biết là chúng ta thấy được Phật, gặp được Phật, tất cả những điều đó đều là chúng ta nói bằng cái miệng, hay chúng ta nói bằng những cái giấc mơ, bằng một sự suy tưởng, một cách mơ hồ, một cách viển vông. Tôi nói ra, chúng ta nói ra không có thật. Như là chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy là cái câu mà so tham mang pasti, so mang pasti. Ai thấy Pháp thì người đó thấy Như Lai. Chúng ta phải thể nhập cái pháp mà Phật đã và đã chứng đắc, thì ngay khi đó chúng ta mới gọi là một con người đệ tử của Ngài. Chúng ta phải nhớ, chúng ta một đệ tử của Ngài, là một người bạn của Ngài, hay là một người hiểu biết về Ngài một cách rõ ràng nhất, khi chúng ta đã thành tựu, đã thể nhập pháp như Ngài đã thể nhập, chứng đắc pháp như Ngài đã chứng đắc, thành tựu pháp như Ngài đã thành tựu. Thì đây là một ý nghĩa tu tập đặc biệt của quý vị. Chứ bây giờ chúng ta thấy chỉ có khởi lên một cái tâm thiện là chúng ta nghĩ rằng lập địa thành Phật rồi, không phải như vậy. Mà chính là khi chúng ta khởi lên những thiện tâm, là chúng ta có thể hoặc không thể, là chúng ta có thể thành tựu được, chúng ta có thể đạt được những cái pháp mà Đức Phật Ngài đã
đã thành tựu Ngài đã dạy, thì đó mới là một điều cao cả. Chứ còn nếu như chúng ta tu tập mà chúng ta không có gần kề, muốn gần kề bên Phật, thì chúng ta phải thực hành theo, đi theo dấu chân của Ngài, đi theo con đường của Ngài. Thế đây chính là rồi chúng ta mới gặp Ngài. Gặp Ngài ở đây có nghĩa là đối với những người thành tựu bốn đạo bốn quả, một niết bàn, hay chúng ta không, chúng ta chấm dứt sinh tử, chúng ta thấy được ánh sáng của niết bàn, thì chúng ta đó, ngay khi đó là chúng ta mới có cái tâm Phật. Thế nó một cách cao hơn, khi đó chúng ta mới có cái Phật tính được. Chứ còn nếu như chúng ta là một người phàm phu mê si đầy tội lỗi, tham sân si ngã mạn tà kiến dẫy đầy, mà chúng ta tự nghĩ rằng mình có cái tâm như Phật, sao không phải như vậy? Và thật quả thật, chính Đức Phật Ngài là luôn luôn mong muốn tất cả chúng sinh là những người Kalayana Mittata của nhau, hay là đối với Ngài y cứ nương tựa nơi chính lời dạy của Ngài, và thực hành trên cái lời dạy của Ngài, đó chính là Dhammaratanang, tức là pháp bảo của Ngài, hay tài sản của Ngài. Thừa tự cái gì? Cái tài sản của chính Ngài chính là thừa tự pháp bảo của Ngài, thừa tự tám chi phần này. Tám chi phần mà vừa trình bày đó, ly tham, đoạn diệt. Yeah. Thì như thế thì chúng ta mới thấy được một giá trị tốt đẹp. Chứ còn nếu như chúng ta cứ tu tập một cách tức là đơn giản bình thường, mà chúng ta gọi là chúng ta y như Phật, thì hoàn toàn không có một cái điều đó. Khi nào mà chúng ta có cái sự viễn ly, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, thành tựu buông xả, và chúng ta tu tập trên, dựa trên chánh tri kiến như vậy, và chánh tư duy như vậy, vân vân, cho đến chánh định, mà chúng ta y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, và thành tựu sự buông xả. Nói chứ cái viễn ly là chúng ta lánh xa cái gì? Lánh xa những cái gì của cuộc đời, như là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Lòng của chúng ta không còn mong muốn, chúng ta không còn cái sự trông mong, không còn cái sự chờ đợi, hay là không còn một cái sự ước cầu nữa. Từ đó tâm của chúng ta nó không còn một cái sự dính mắc, cái sự câu thúc nó, và từ chỗ đó chúng ta mới đoạn diệt, và từ chỗ đó chúng ta mới đoạn diệt được cái lòng tham, và chúng ta thành tựu được cái sự buông xả. Nghe đó, chúng ta không còn chấp nê, chúng ta không còn chấp ngay cả chấp cái sanh hữu này, cũng chính là cái lòng tham, cũng chính là cái sự bảo giữ hay là thủ đó. Chúng ta không còn cái sự có chấp không, vân vân, hoàn toàn không còn nữa. Bởi vì khi nào còn cái sự chấp hữu đó, là chúng ta còn sinh tử đau khổ, đó chính là chấp hữu, chấp ngã, chấp có ta của đời này, có ta của đời sau, ta sẽ như thế nào ở trong hiện tại này, ở quá khứ như thế nào, trong hiện tại ra sao, và tương lai nó sẽ như thế nào. Thì đó chính là những chấp mê bất ngộ của chúng ta. Chính Đức Phật Ngài dạy cái sự ly tham đối với cái người tu tập, và y cứ trên viễn ly, y cứ trên ly tham, y cứ đoạn diệt, và thành tựu là buông xả tất cả, không còn cái tham chấp việc trong cuộc đời. Bởi vì chúng ta nhớ, khi mà chứng đắc đến tầng thánh đạo tứ đạo, tức là cái đó tham mới được diệt trừ. Và khi tứ đạo có mặt, tâm tứ đạo có mặt, thời toàn bộ các khổ quẩn hay toàn bộ các phiền não sẽ không còn. Bởi vì
chỉ một sát na sơ đạo qua một sát na sơ quả, người đạo, người quả, là các vị đó đã tận phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn cái đời sống sống khác. Còn ở một mặt khác, đó là nói về những người mà người ta chuyên tu để thành tựu, để thực hiện đúng cái giá trị của bản lành. Và quả thật, nếu chúng ta tu tập một cách đầy đủ, một cách tốt đẹp như thế, rồi chúng ta biết y cứ, thì y cứ đi, chúng ta này Anan, chính do chúng sinh y cứ nơi ta, ta là bạn lành, y cứ nơi Ngài, tức y cứ trên cái sự giác ngộ của Ngài, trên con đường đi của Ngài, y cứ trên pháp của Ngài, đã chứng đắc như đã nói đó. Pháp của Ngài đã thành tựu, pháp của Ngài đã được viên mãn, và đi theo đó, nên chúng sinh thoát khổ cái gì? Chúng sinh được khỏi già, được khỏi bệnh, được khỏi chết, không còn bị giọt sầu bi khổ u não. Thì như thế thì mới gọi là cái sự thân cận kết bạn lành với chính Ngài. Khi nãy chúng ta đã nói rồi đó, chúng ta thành tựu cái pháp chứng của Ngài, thành tựu pháp của Ngài đã được thành tựu, tức đồng thể đồng trạng, chúng ta mới có một cái hiểu biết, hay là thấy pháp của Ngài, giác ngộ pháp của Ngài, chính là thấy Ngài, chính là bạn của Ngài, hay là đệ tử của Ngài. Dạ, hay lắm. Dạ. Còn một mặt khác nữa, Đức Phật Ngài nói, để làm bạn lành với nhau, tức là chúng ta phải làm nền tảng ở trên các thiện pháp, đối đãi ở trên thiện pháp. Nếu như một người mà thực hành, nếu như là một vị vua, mà nếu như người đó mà có thực hành thập pháp vương, cái thập pháp vương mà ở trong kho tàng pháp học của thượng tọa của sư phụ Thị Siêu á, có dịch cái bộ kho tàng pháp học ở trong đó, 10 pháp vương, tức là đức độ của một vị vua đó phải có bố thí, có tâm xả tài, luôn luôn biết thương yêu, biết chẩn bần đối với người dân chúng, tức là biết thương dân, rồi có giới hạnh sống, chế ngự cái điều ác, thu thúc cái thân khẩu của mình theo cái thiện hạnh, xả ly, dứt bỏ cái tư lợi, biết hy sinh cái lợi ích vì lợi của dân chúng, có cái lòng chánh trực, công tâm nó liêm chính, nó không sách nhiễu, hay là không có bị thiên vị cho người này người kia, tâm của người đó rất chánh trực. Và điều thứ năm đó là có tính nhu hòa, hay cái lời nói từ tốn hiền hòa. Cái điều thứ sáu là tapa ác, tức là có cái sự khắc chế, tự biết chế ngự tâm của mình, khắc phục những cái lỗi lầm của mình, nghiêm khắc với chính mình, không có sự buông thả phóng túng, không có nóng giận, không có để tâm sân hận, không có hành, không có có hành động bằng cái sự phẫn nộ. Và điều thứ tám, không có não hại, tâm không có ác, không có tư thù hại người. Và cái điều thứ chín, có sự kham nhẫn, có cái tâm nhẫn nại, chịu đựng mọi nghịch cảnh, không có nản chí dù gặp thất bại. Và điều thứ 10, có cái aviru thanh ác, tức là không sai lệch, giữ vững truyền thống tốt đẹp, không làm trái cái đạo đức của một người lãnh đạo, không vì lời khen lời chê hay là danh lợi mà đánh mất cái bản sắc. Thì ở đây chúng ta nhớ, nếu y cứ an trú vào pháp không giải đãi, y cứ vào pháp không giải đãi thôi. Thời đây, Đức Phật Ngài dạy cho vua Ba Sĩ Na Đí rằng, thời các cung nhân sẽ nghĩ rằng đại vương an trú vào pháp không giải đãi, y cứ vào không giải đãi. Chúng ta cũng phải an trú vào pháp không giải đãi, y cứ vào pháp không giải đãi. Mà pháp không giải đãi đó là chính là cái gì?
ở trong bài kinh thập thượng, Ketamo eko thamo bahukaro appamado kusale suthame suayam eko thamo bahukaro. Thế nào là một pháp có nhiều tác dụng? Bất kinh xuất đối với các thiện pháp, đây là một pháp có nhiều tác dụng. Tức là cái pháp appamado kusale suthame suthame, chúng ta không có dễ vui trong các thiện pháp. Tức là chúng ta biết trân quý, chúng ta biết tu tập. Hay một mặt khác, y cứ vào cái pháp không giải đãi, không dễ vui đó, vào các cái chúng ta làm các cái thiện pháp, y cứ vào pháp đó, chính là nếu như nói theo là những người hàng cư sĩ, là chúng ta có cái gì? Có cái gọi là vui nhát chơi giáo quá thú. Một là thập thiện, hai là mười cái thập phúc hành tông, tức là biết bố thí, biết trì giới, biết tu tiến, biết cung kính, biết phục vụ, biết thuyết pháp, thính pháp, tuệ công đức, hỏi công đức và biết cải chánh tri kiến. Đây chính là chúng ta thực hành. Thật là chúng ta không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, khẩu không nói dối, nói hơi lưỡi, ý không tham ác, sân ác, tà kiến ác. Đó chính là thập thiện. Chúng ta thực hiện được như vậy thì đây chính là chúng ta an trú vào pháp và chúng ta không có giải đãi. Mà người, nếu như một cái vị vua mà biết cư xử vào các cái, biết chúng ta biết thực hành các cái thiện pháp, tức là không giải đãi, tức là không có dễ vui, thì nó được cái tác, được nhiều cái sự lợi ích, được nhiều cái pháp đa tác dụng đó. Bởi vì nhờ làm những điều như thế, các cái cung tần mỹ nữ, những quan quyền vua chúa, xin lỗi, những quan quyền cận thần, ngay cả tới các tướng, các binh lính cũng sẽ nghe theo, cũng sẽ y cứ mà thực hành. Cái chỗ này rất là đặc biệt, rất là hay. Và từ cái chỗ mà thực hành như vậy, một cái sự thân giáo, khẩu giáo và ý giáo một cách đầy đủ, một cách vẹn toàn như vậy, và ngay cả ở thành thị hay ở thôn quê, các dân chúng vậy, sống trong một cái môi trường, sống trong một cái quốc độ mà các thiện pháp biết giữ gìn, thì ở nơi đó nó sẽ không có cái gì, nơi đó nó sẽ không có những cái điều ác, nó không có những con người ác nó xuất hiện. Mình được như thế thì đất nước mới an lạc, đất nước mới hòa bình, mới thái bình. Và kính thưa quý vị, ở trong kinh dạy chỉ có xứ Bắc Cu Lưu Châu, cái giới nó mang tính tự nhiên. Ở đó đó, có thể nói rằng là đúng là sống ở chỗ nơi, nếu chúng ta sanh về cái xứ Bắc Cu Lưu Châu, là cái giới tự nhiên, họ biết giữ ngũ giới, họ biết xả ly, họ biết buông bỏ, họ biết chăm sóc. Chúng ta có thể nói rằng ở đó, ở nơi đó sống, nó không cần phải canh giữ cái gì, cái tiền của mình, không cần nghĩ rằng có một kẻ nào đó sẽ ức hiếp, sẽ đánh đập hay là sẽ làm hại ta, mà sống trong một cái điều thái bình. Nếu chúng ta được sanh vào cõi Bắc Cu Lưu Châu, còn ở cõi Nam Thiền Bộ Châu này, nếu như đất nước nào, dầu cho là ngày hôm nay ở cái cuộc thế của chúng ta đó, thì vị tổng thống nào, cái người trách nhiệm đất nước nào đó, là vua, là chúa, là quan quyền gì đó, mà có cái lòng hiểu biết được thương dân như là thập pháp vương vậy đó, phải biết khắc chế. Và những người tùy tùng, những người mà trong một cái nội các, và biết có sự suy nghĩ đồng nhất như vậy, đừng có tư lợi, đừng có tham nhũng, đừng có đục khoét, đừng có cái sự tư vị, thì như thế thì nó được tốt đẹp. Cũng như là dân Lý Châu Vi vậy đó, nếu như mà được tu tập như vậy, thời đất nước sẽ được phồn thịnh, người dân xứ Bắc Chiên sẽ được tồn phồn thịnh, sẽ không bao giờ bị suy giảm, sống trong cái ý niệm đoàn kết,
sống trong một cái thân hòa khổ, hòa ý, hòa giới, hòa lợi, hòa, thì cái giá trị đó, nó kính thưa quý vị, nó thật sự là tốt. Nó là bạn lành của nhau. Bạn lành bởi y cứ trên những cái hạnh lành của nhau. Những cái hạnh lành đó được sự trình bày, được một cái sự kế thừa do vua, do quan, do những người chức trách, do những người lập pháp, và họ thực hành pháp một cách đúng đắn. Những người dân chúng, giàu cho thành thị hay thôn quê, biết được những người lập pháp đó, họ đã hành pháp một cách đúng đắn, thời họ mới làm theo. Chứ còn nếu như không, thì thượng bất chánh, hạ tất loạn. Đây là cái điều tất nhiên như thế. Nếu như ở trên mà có đời sống dễ vui, giải đãi, không y cứ vào pháp, hay là đối đãi với thần dân, đối đãi với dân chúng, mà không có cái, thì chúng ta gọi là không có cái nhân quyền, hay là không có một cái sự tốt đẹp, không biết thương dân, không biết đồng khổ khi người dân bị sự đói rét do thiên tai bão lũ, do thời tiết khắc nghiệt, rồi bệnh dịch vân vân xảy ra, mà chúng ta không giơ bàn tay ra, hay chúng ta không có cái sự chăm sóc cứu tế, thì chắc chắn rằng đất nước đó sớm bị suy tàn. Thì cũng vậy, một vị vua biết thương dân, một người lãnh đạo biết ý niệm, lấy cái sự đau khổ của người cũng như chính cái sự đau khổ của mình, và không có cuộc sống vị kỷ, không có ưu đãi với bất cứ lý do gì, tất cả đồng nhất thực hành pháp, lấy đó, như thế chúng ta mới gọi là lấy dân, chúng ta thương dân, sống với dân, sống với dân chúng, thì chắc chắn sẽ được tốt đẹp. Và thập pháp vương này nó như là một cái thể chế thiết lập chính trị từ ngàn xưa mà các bậc vua chúa thánh hiền để lại. Chúng tôi nói chữ vua chúa thánh hiền, tức là những bậc vua hiền, chứ còn mà là những bạo chúa thì chúng ta không nói rồi, hay những người lãnh đạo ác xấu mà không có cái niềm tin, không có tin tưởng trời đất, không có tin tưởng cái nhân quả nghiệp báo trời đất, thì những người này, đây là những người mà chúng ta, đó chính là những người ác xấu, những bạo chúa gieo rất nhiều đau khổ cho mình và cho tha nhân. Đừng có phải tham vọng quá, muốn trải dài bờ cõi của mình, mới biết đi xâm chiếm, đi đánh với những cái nước lân bang nhỏ yếu hơn mình để thu phục vân vân. Thì tất cả những ý niệm đó đều gây nên cái sự đau khổ. Họ không ý cứ vào pháp, cho nên cái pháp mà gọi là không dễ vui rất là quan trọng, hay là không dễ đãi rất là quan trọng. Nếu chúng ta sống ở trong xóm làng nào cũng vậy, ở trong khu vực nào cũng vậy, mà khu vực đó người đó biết cái gì, biết cái giữ giới thôi. Họ không có trộm cắp, họ không có dối lừa. Thân nghiệp, khẩu nghiệp của họ, nó chỉ thân nghiệp, khẩu nghiệp của họ thôi, có cái sự tốt đẹp và chúng ta an lành rồi. Cái sự yên bình đó, nó được thiết lập bằng một tính tự giác, chứ không phải là có người canh giữ và kiểm soát. Thì ở đó nó còn có cái gọi là, chúng ta biết là cái buộc, có cái vành đai, nó đưa một cái pháp quyền, hay đưa một cái hành động coi như là cái người canh giữ
những người vệ sĩ đó đến đó để bảo vệ, thì chúng ta biết cần vệ sĩ như vậy có nghĩa rằng ở đó nó không có bình yên. Còn ở đây, bằng một tính tinh thần tự giác, một cái tinh thần hiểu biết chung, thì kính thưa quý vị, nó rất an ổn. Cũng như khi mà phía đi vào chùa, vào tỉnh thất hay giả lam thiền viện, làm sao mà nó, tại sao mà được tốt đẹp? Bởi vì những người trong đó phải là những người thật tu, thì chúng ta gọi là, cho gọi là cái năng lượng hay là một cách sống như vậy đó, ở nơi đó nó hiền hòa, ở nơi đó muôn thú, chim muôn và các cái loài chúng sinh được nương dựa, thì tự nhiên chúng ta bước vào những cái nơi đó đó vì cái tâm tư họ không có ác, cho nên cảnh vật xung quanh cũng tạo thành cho tất cả được tốt đẹp nữa. Và chúng ta cảm thấy mát vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng. Thì cũng vậy, nếu như ở một đất nước nào mà được cái sự chăm sóc, lo lắng đầy đủ về đời sống kinh tế, về cái bệnh hoạn, về cái học tập, ở người ở đất nước đó biết chăm sóc những người neo đơn già cả, những người cơ nhỡ, những người khiếm khuyết, tật bệnh già cả lớn tuổi vân vân, hay là những người mà bị cái sự đau khổ do bệnh tật hay do hoàn cảnh. Rồi có cái nơi y tế để chăm sóc cho chính họ, và có cái sự che chở cho những người già neo đơn, những người mà coi như là không có chỗ nương tựa. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy thật ấm lòng. Chứ nếu như vào cái thời tiết nó lạnh lẽo, và chúng tôi được biết như ở bên Mỹ đó có những cái chỗ mà như nó thời tiết lạnh lẽo như vậy, nhưng có những cái nơi mà những người mà họ vô gia cư đó, họ có thể đi thẳng tới đó, họ có thể được những cái chăn ấm chăn, hay hoặc là họ được những cái sưởi ấm ở nơi đó, chứ không phải là để một sự đói rét. Nếu như ai nơi nào mà được cái sự chăm sóc như vậy thì nơi đó không có bị lạnh lẽo mà gây đến chết. Cũng vậy, khi bão lũ tới phải biết cứu tế, đừng để dân chúng phải đói, đừng để dân chúng phải màn trời chiếu đất, họ không còn cái ăn, họ không còn cái mặc, bởi vì bão lũ nó đã cuốn đi trôi mất tất cả, hay là bị hỏa hoạn khổ đau vô cùng, mất mát hết tất cả, thì cần lắm những bàn tay của những người lãnh đạo. Dĩ nhiên ở nơi nào cũng vậy, nó cũng có cái ngắn cái dài, nó cũng thấy cái tốt cái xấu, có cái điều nó không như ý. Nhưng nếu như chúng ta đặt trường hợp mà chúng ta sống ở nơi nào mà chúng ta bị những hoàn cảnh đó mà được một sự chăm sóc, thì kính thưa quý vị, nó hết sức là tốt đẹp. Như quý vị biết là ở Việt Nam vừa qua gặp một cái đại nạn về của Covid này, thì quý vị biết cần lắm những cái tấm lòng, một cái bánh củ khoai. Ngay khi đó có tiền mà đi mua không được, thì nếu như có những cái tấm lòng cũng hay chứ, cái đó chúng ta phải nhìn nhận cái điều đó, mang tới những gói quà, mang tới những cái một miếng gạo, một miếng đồ ăn, thì kính thưa quý vị, đó chính là nó là một cái y cứ vào cái pháp không giải đại, rất là tốt đẹp. Biết thương yêu nhau, biết đùm bọc lẫn nhau. Người có cái điều kiện tiền của thì người ta gọi là đi cứu tế trong cái đại dịch, hay là những người bác sĩ, những người mà tình nguyện viên. Kính thưa quý vị, họ ở tuyến đầu đó, đó cũng là một cái sự đối đãi, đó là cũng một sự mà thực hành những cái thiện sự rất là tốt đẹp. Chúng ta phải nghĩ như vậy và phải chấp nhận như vậy.
một nắm khi đói bằng một gối khi no. Nó là như thế. Có nhiều người khóc trên cái đồng tiền của mình có mà chúng ta không sử dụng được và đến chết. Sự thật ra nhìn những cái trời của Việt Nam mà nóng vô cùng mà phải mặc một cái đồ bảo hộ, thật sự chúng ta thấy thương cho những người, cho những người mà chúng ta gọi là những bác sĩ hay là những người tình nguyện viên để đi đến để chăm sóc, để phụng dưỡng, bởi vì cái đó bệnh mà lúc đó chưa có thuốc đầy đủ để mà trị liệu. Và chúng ta nghĩ rằng bây giờ hiện tại cũng phải ở tất cả ở trên thế giới này, đây là một điều đại nạn, mà nếu có sự chăm sóc của nhau, chăm sóc với nhau chút xíu thì chắc chắn rằng cuộc sống sẽ được tốt đẹp, cuộc sống sẽ được yên vui. Thì dầu cho cái đại dịch nó cho tới khi nào hết không biết, nhưng điều sống con người nó có cái tình, có cái tấm lòng với nhau, thì đây cũng chính là một sự tồn tại y cứ vào pháp. Cái pháp đó, cái pháp biết thương nhau, biết che chở, biết san sẻ, thì cái đó cũng là pháp. Ở đây không nói gì về chính trị, không nói gì về cuộc đời phải quyền thế như thế này, phải như thế kia, cũng không yêu cầu gì nữa, mà đó chính là cái tấm lòng của những con người với nhau. Với cái người lãnh đạo biết quan tâm, biết chia sẻ, với cái người vua chúa quan quyền, tổng thống hay là chủ tịch, phó chủ tịch gì vân vân, nói theo các thể chế chính trị mà thương dân, là ngay lúc này nếu không cứu là chết, không cứu là chết. Cho nên vì vậy Đức Phật ngài dạy một cái gọi là cái bản lành thân thiết, thì một trong những cái khi hoạn nạn á thì mới biết được là tốt xấu. Đây là sự thật, thì chắc chắn rằng nó có những cái chúng ta gặp phải những cái người xấu, người tốt, và người giúp ta, người cũng hại ta, chúng ta đã gặp qua hết. Nhưng điều kính thưa quý vị, sống làm sao chúng ta biết giữ gìn, biết giữ gìn cái Kalayanamittata này thì chúng ta sẽ được an lành. Mà nếu như chúng ta không biết thì nó rất là nguy hiểm. Thì dầu cho là bất cứ ở nơi đâu cũng vậy, thân thiết giao du được gần kề, hay chúng ta được thể nhập, bởi vì Đức Phật ngài thương tất cả chúng sinh, cho nên ngài mới trải qua 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp tu tập thực hành các pháp độ để chứng quả vô thượng bồ đề. Ngài chỉ lại cho chính chúng ta là đó chính là những điều mà chúng ta cần phải hiểu, cần phải đi theo. Thật sự, một người hành pháp thì pháp sẽ hộ trì người hành pháp. Một người đi theo con đường của Đức Phật, chắc chắn rằng con đường đó, con đường an lạc, con đường tốt đẹp. Và con đường đó chính là Appamatto Ufo Athe Athiganha Tipandito Dithe Thame Cheyo Atho Chattho Samparajiko, tức là người trí có sự tinh cần không giải đãi thì thành tựu cả hai đời, đời này và đời sau. Nó là như vậy, đó mới gọi là cái giá trị của bản lành. Cho nên ở trong sớ giải nói rất là hay, khi chúng ta biết ứng dụng thích hợp, lấy cái bản lành làm trợ duyên, nhưng bậc thánh tu đầu quần là nghe được diệu pháp và thân cận thiện hữu. Cái chỗ đó cũng là một cái điều mà mang đến cái kết quả cho chính chúng ta an lạc ở hiện tại này, cũng như ở kiếp lai sinh. Bởi vì chính người mà không có giải đãi, người mà không có, mà y cứ vào pháp không có giải đãi đó, thì dầu cho bất cứ là ai, thì cái câu cuối cùng mà Đức Phật ngài dạy cho vua Ba Sinh nó đấy, chúng ta thấy không? Thưa đại vương, nếu như được an trú vào pháp không giải đãi, y cứ vào pháp không giải đãi, thời bản thân được phòng hộ, cung nhân được phòng hộ, kho báu được phòng hộ, cái gì
mà mạnh cho bằng. Ở đây tức là kinh tế, chính trị, quân sự gì đều được, được tốt đẹp, được vững mạnh, đều được tốt đẹp. Chắc chắn rằng chúng ta được yên vui, được tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, làm cái gì làm ở trong cuộc sống tự sinh này, chúng ta hãy nhớ Buddhang Saranang Gacchami, Thamang Saranang Gacchami, Sangkhang Saranang Gacchami. Y cứ hay nương tựa Phật, y cứ hay nương tựa Pháp, y cứ hay nương tựa Tăng. Chắc chắn rằng đây là phúc lành, đây là chỗ che chở, đây là chỗ Appamade, Appamado cho tất cả được an lạc ở hôm nay và cũng như ở cái ngày sau. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, tôi xin có được điều trình bày qua cái kinh Thiện Ngũ Thiện Lành hôm nay là như vậy. Bây giờ đây thì xin chấm dứt thời gian trước nơi đây. Nếu có điều chi sẽ tất kính ngưỡng mong chư tôn đức tăng cùng toàn thể đại chúng, chư tôn đức tăng giải bài thêm và chư Phật tử quan hỷ cho. Và kính dân Phật phước lành đến với trời về tức từ đại thiên vương, các vị chư thần chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Bổ Đức, chùa Quảng Nghiêm. Xin dân nguyện dân lên các bậc thầy tổ đã quá vãng, những quyến thuộc cũng như tất cả những chúng sinh ở hai chùa Quảng Nghiêm Bổ Đức, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa, được có nhiều cái Appamade, Appamado, tức là có nhiều cái sự không dễ vui ở hôm nay và ở những ngày sau. Và xin kính chúc toàn thể được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bố Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Thà Giá. Sa thưa kính trình thưa tổ chức quyền, bạch chư tổ đức và thưa quý Phật tử. Hôm nay không có chư tăng khác vào room để trả lời các câu thảo luận. Có lẽ chúng tôi tạm thời nói vậy điều, rồi sau đó thì nếu có quý ngài vào thì chúng ta sẽ có phần thảo luận. Thưa quý vị, như chúng ta được nghe thưa tọa chư quyền đề cập và cũng từ những gì mà chúng ta đọc ở trong bài kinh, thì trước nhất chúng ta nên ghi nhận một cái hiện tượng ở trong cuộc sống là trước nhất chúng ta có xem Đức Phật là một cái nơi nương tựa, là một thiện hữu đưa đường dẫn lối hay không. Về điều này thì thưa quý vị, chúng ta phải nhìn nhận một cái hiện tượng là đa số ngày nay người ta ít nhắc về Đức Phật, mà họ nhắc về các vị tổ, họ nghe nhắc về các danh nhân, họ nhắc về chuyện người này người kia. Thậm chí thưa quý vị, chúng tôi thấy có một vài vị tu sĩ sống ở trong chùa mà khi mở miệng ra thì cứ dẫn chứng những lời dạy của triết gia này, của triết gia kia. Một phần là để cho thấy rằng mình là người trí thức. Một phần khác đó, nó cũng là một cái phản ánh một cái lề thói là những người này không có cái chuyên tâm tìm hiểu lời dạy của Đức Phật. Khi mà quý Phật tử có thì giờ để theo dõi thì chúng ta thấy rằng những gì mà Đức Phật để lại cho chúng ta là một cái trữ lượng to lớn về những lời dạy. Chúng ta học cả đời cũng không hết. Nhưng mà rất là đáng tiếc là mặc dù chúng ta gọi mình là con Phật,
là người Phật tử. Nhưng mà chúng ta không có chí tâm, chí thành để lắng nghe, để suy nghiệm, để học hỏi lời Phật dạy. Và chúng ta phải hỏi một điều rằng, ở trong những lúc mà chúng ta khổ, ở trong những lúc mà chúng ta đối diện với những cái khó khăn về tinh thần, thì có bao nhiêu là tâm trí thì giờ mà chúng ta dành để tự hỏi là Đức Phật dạy chúng ta điều gì? Trong lúc đó thì chúng ta lại bị cái bệnh là hay bài vẽ. Ở đây chúng tôi cũng nói thẳng là ngày hôm nay một số lớn các chùa chiền đó là bị lấn áp bởi những cái tín ngưỡng dân gian. Người ta luôn luôn tìm những cái cách suy nghĩ rất là mê tín, những cái niềm tin dị đoan để xem như là khoác lên cái màu áo tôn giáo nó rõ hơn, là làm cho nó linh thiêng. Nhưng mà chúng ta quên hẳn đi, ở trong cuộc sống, những cái mà chúng ta gọi là linh thiêng đó là một thứ ảo giác. Trong khi cái trí tuệ mà thấy rõ sự thật và Đức Phật dạy chúng ta thì chúng ta xem thường. Chúng ta có bao nhiêu thì giờ mỗi ngày để nghĩ đến lời Đức Phật dạy? Và trong những cái hoàn cảnh vui buồn của cuộc sống, chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi rằng Đức Thế Tôn đã dạy điều gì cho chúng ta ở trong những trường hợp như vậy? Chưa kể việc này, thưa quý vị, chúng tôi thấy có nhiều vị đó trong cuộc tu là cứ dẫn chứng lời giảng của vị thầy này, của ông cư sĩ kia, của người đó, mà chúng tôi chưa bao giờ nghe những vị đó nói là điều đó đã đọc trong kinh thấy như vậy. Toàn là những cái chuyện mà nghe đi, nghe lại, và họ không có khả năng đã để nghĩ, để hiểu rồi, mà lại cũng không có một cái thiện chí để tìm hiểu là Đức Phật dạy như thế nào. Phải chi bậc đạo sư của chúng ta, Ngài không có dạy gì hết á, thì chúng ta cứ nghe tin đồn, nghe lời truyền miệng, nghe những cái chuyện thiên hạ thì phải. Ở đây Đức Phật kể để cho chúng ta một kho tàng kinh điển. Như vậy thì cái vấn đề của chúng ta đặt ra đó là chúng ta có xem Đức Phật là bạn lành của chúng sanh hay không? Có xem Đức Phật là người thân thiết? Ở đây có ba chữ, thưa quý vị, là trong cuộc sống mình đó, là mình phải có bạn lành, kết giao với bạn lành và thân thiết với bạn lành. Có bạn lành là ở trong cuộc sống luôn luôn mình tin rằng ngoài cái sự suy nghĩ có tính chủ quan cá nhân của mình đó, mình còn có được một cái sự suy nghĩ khách quan, và sự khách quan nó đến từ một người thiện trí. Cho dù Đức Phật đã niết bàn rồi, nhưng mà chúng ta đừng quên rằng Đức Phật đã từng dạy rằng sau khi Như Lai viên tịch đó, pháp và luật mình Như Lai giảng dạy sẽ là thầy của các con. Thì như vậy chúng ta có Đức Phật là bạn lành qua giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp là thầy của chúng ta. Và đồng thời chúng ta vẫn còn có những bậc thiện trí mà đa phần người ta không có nghĩ như vậy. Chúng tôi thấy quý Phật tử ở đây có một việc là vị thầy nào, vị sư nào mà chuyên về phong thủy, chuyên về trừ ma, chuyên về thần quyền, chuyên về quyền bí, chữa bệnh thì Phật tử hay lui tới lắm. Nhưng quý vị thấy những vị nào mà dạy pháp, dạy thiền thì thật sự người ta rất là ơ hờ. Đó là một cái thực trạng ngày nay. Thực trạng ngày nay tại sao chúng ta Phật giáo lại rơi vào thì suy thoái ở những nơi? Tại vì thật ra cái chánh pháp không được thắp sáng. Cái số người Phật tử và thật tâm học Phật pháp, hiểu Phật pháp rất, kể cả như thành là phần trí thức, quý vị nghe những người là đi đến chỗ này, có nhiều khi thứ quý vị, chúng tôi biết ở tại đây đó, người ta nói một câu như vậy, người ta nói là tiến sĩ không bằng tiến linh. Tiến linh tức là thầy cúng, mình học tới đâu đi nữa cũng không bằng đi cúng. Và có nhiều Phật tử căn nhà đưa ra bán không được thì cũng nhờ thầy tụng. Người đụng chuyện gì cũng nghĩ đến là cúng đám phong thủy,
mà ở tại Mỹ, chúng tôi không biết ở Việt Nam sao, nhưng ở Mỹ mấy vị thầy chuyên về cái đó là giàu lắm, thưa quý vị, rất có tiền, họ có tiền nhiều lắm. Tại vì điều đó nó cho thấy rằng cái quần chúng đó, nhìn vào chùa, nhìn vào chư tăng, nhìn vào đạo đó như là một hệ thống tín ngưỡng dân gian hơn là một cái nguồn minh triết đem lại cái trí tuệ sáng suốt trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta chịu khó đọc về cuộc đời của Đức Phật, và chúng ta khỏi cần phải đọc nhiều, chúng ta đọc kỹ, rất kỹ về cái phẩm Cô Xá Lá, mà trong đó Vua Ba Tư Nặng với những câu chuyện liên hệ đã đến gặp Đức Phật, Đức Phật giải gì. Chúng ta đọc cho kỹ, chúng ta sẽ thấy điều mà Đức Phật Ngài ban bố chúng sanh, đó là những lời dạy thực tiễn ở trong cách suy nghĩ, ở trong cách sống, ở trong cách hành động, ở trong cuộc sống này. Do con người không có tiếp xúc thật sự với Phật Pháp, không lắng nghe Phật Pháp, không suy gẫm Phật Pháp, do đó rất khó để chúng sanh nghĩ rằng có một bậc đại giác đã ra đời cách đây 25 thế kỷ mà Ngài là bạn lành của chúng sanh. Chúng ta không hiểu được giáo Pháp thì lấy đâu chúng ta hiểu Đức Phật? Chúng ta nghĩ là mình hiểu Đức Phật rồi mình hiểu giáo Pháp, không có đâu. Chúng ta phải hiểu giáo Pháp trước rồi chúng ta mới hiểu Đức Phật. Và người hiểu được Đức Phật mà cảm nhận được cái ân lành, cảm nhận được lòng bi mẫn, cảm nhận được cái lời lạc mà Đức Phật Ngài ban cho chúng ta đó, thì thật sự người đó còn ít nữa. Tại vì chúng ta phải đi thêm một bước nữa. Và do vậy trong cái cuộc sống này đó, một người tu tập, một người con Phật, một người có hiểu biết, mà mình nói rằng mình tứ cố vô thân, không có bạn lành, thì điều đó là một điều đại bất hạnh. Tại sao chúng tôi nói đại bất hạnh? Là thưa quý vị, chúng ta là con người sanh ra đó, thì cũng phải có một cái mối quan hệ. Cái mối quan hệ đó đủ tốt để giúp cho chúng ta có cái nhìn khách quan hơn cuộc sống. Mối quan hệ đó đủ tốt để giúp chuyển hóa những cái nhìn chủ quan của chúng ta. Cái mối quan hệ đó đủ tốt để có thể nhắc nhở khi mà chúng ta sa đà, khi mà chúng ta làm lỗi. Thì thật ra trước hết, tất cả những người con Phật khi nói rằng con nương tựa Phật, hay là con nói bình thường chúng ta nói là con quy y Phật, nhưng đúng là con tìm đến nương tựa Phật đó, thì điều đó đó là chúng ta xem Đức Phật là một thiện hữu trong đời sống, và trong ý nghĩa là một người bạn lành. Chúng tôi rất là sợ là cái cách nói này, bởi vì trong cái văn hóa người Trung Hoa đó, hay người Việt Nam chúng ta nói là ở gần chùa kêu Phật bằng anh, tức là coi thường Đức Phật, hay là mình nói là coi cha mẹ như bạn, hay là coi Phật như bạn, thì mình nghe nhẹ thể, mình nghe không nên. Nhưng thật ra chúng ta phải nói câu đó trong cách nói của người Ấn Độ. Người Ấn Độ khi mà nói rằng bà mẹ là bạn lành ở trong nhà, ông cha là bạn lành ở trong nhà, chư thiên là bạn lành ở trong cuộc sống, và những chữ bạn lành đó nó rất là đẹp, thứ gì chữ bạn lành ở đây là người thương tưởng đến mình, những người có lòng tốt đến mình, những người nghĩ đến lợi ích cho mình, và những người đó hỗ trợ một cách vô tư, chúng ta mới gọi là bạn lành. Dạ, đúng nghĩa chữ bạn lành. Trong văn hóa Phật giáo nói riêng và văn hóa Ấn Độ nói chung, thì cái chữ thiện hữu Kayanamitta mang một ý nghĩa lớn lắm, mang ý nghĩa rộng lắm. Nó không phải cái ý nghĩa là bạn thân hay là bạn tốt như là chúng ta nói bình thường ở đây đâu. Dạ. Như chúng tôi nói quý vị là bà mẹ là người bạn lành ở trong nhà đó, thì cái câu đó là một câu lớn, chứ không đơn giản như là cách nói bình thường. Thật ra trong văn hóa Ấn Độ, cái chữ bạn lành không nên hiểu là sự trịch thượng. Ở nhà chúng tôi nhớ hồi ở miền quê đó, cha mẹ thường rầy con nói: tao là cha mày là mẹ mày chứ đâu phải là bạn mày đâu. thì thật ra chúng ta bạn, coi bạn là đồng sông, bạn là ngang hàng, bạn là người mà mình có thể nói chuyện mà không cần lễ độ. Chứ bạn ở đây không có nghĩa như vậy, chứ bạn ở đây là bạn lành.
Thì thưa quý vị, trong bài kinh này Đức Phật cũng có đặc biệt đề cập đến một người có được bản lành đó, là người có khả năng. Và quý vị quan hỷ chờ chúng tôi chút xíu nha, quý vị chờ chúng tôi một chút xíu. Dạ. À, xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Ở đây thưa quý vị, chúng ta đọc trong bài kinh này, người đưa ra câu hỏi đó là vua Pasenadi. Và mặc dù Đức Phật đang nói chuyện với vị vua, nhưng mà Ngài cũng nhấn mạnh đến một cái trọng điểm của chánh pháp bằng cách kể lại câu chuyện. Câu chuyện này là cuộc đàm thoại giữa Ngài với Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda lúc đó đó, trong lúc suy nghĩ một mình, mà Tôn giả đã có cái cảm nghĩ rằng thân cận với bản lành rất là quan trọng. Quan trọng đến nỗi mà Tôn giả đã đến gặp Đức Phật, nói rằng bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng bản lành, thân cận bản lành là đã là phân nửa, nửa phần của đời sống tu tập rồi, nửa phần của đời sống phạm hạnh. Câu nói của Tôn giả Ananda giống như là một cách nhấn mạnh. Thí dụ như là quý vị nghe nói, người ta nói rằng khi mà mình hiểu được vấn đề, tức là mình đã giải quyết được 50% vấn đề. Câu nói đại khái như vậy. Nhưng mà Đức Phật Ngài lại không có trả lời một cái đục, mà Ngài nói đừng nói như vậy, này Ananda, đừng nói như vậy. Thân cận với bản lành là toàn phần của phạm hạnh. Thì thưa quý vị, cái câu nói đầu tiên của Đức Phật đối với Tôn giả Ananda cần được tất cả chúng ta suy nghiệm kỹ lưỡng. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta phải suy nghiệm kỹ lưỡng về điểm này? Là bởi vì mình cứ nghĩ rằng mình tu càng lớn tuổi, càng chuyên sâu, càng đi xa vào đời sống tu tập thì chúng ta càng cô đơn. Thậm chí chúng ta chỉ sống một mình nơi rừng sâu núi thẳm, mình đâu có cần tới bạn bè, đâu cần tới bản lành, đâu cần tới thiện hữu. Nhưng mà kỳ thật, thưa quý vị, ở đây Đức Phật Ngài nêu lên về sự thực hành căn bản, đó là quân tu chánh kiến, quân tu chánh tư duy, quân tu chánh ngữ, quân tu chánh nghiệp, quân tu chánh mạng, quân tu tánh, chánh tinh tấn, quân tu chánh định. Và khi mình nói đến sự quân tu bát chi đạo đó, hay là thánh đạo tám chi phần đó, thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy rằng toàn bộ bát chánh đạo được tu tập
và kể cả mỗi một cái bước đi ở trong cái hành trình huân tu đó đều cần đến bản lành. Khi mà mình chưa vào đạo đó thì cái người dẫn dắt chúng ta vào đạo phải là người bản lành. Người dẫn dắt chúng ta vào đạo đó mà người dạy rõ cho chúng ta để hiểu cũng là bản lành. Người chỉ dẫn chúng ta thực hành cũng là bản lành. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta đi càng sâu đó thì nó tương tự như là ngày hôm nay chúng ta làm cái công việc là nghiên cứu một công trình khoa học. Thì không phải mình ngồi đó mình vò đầu bứt tóc đó, mà mình nghiên cứu được đâu. Mà khi mình nghiên cứu một công trình khoa học đó, để không phải phí thì giờ đó, thì người ta lại góp nhặt rất là nhiều những bản tường trình, những bản báo cáo, những gì mà thành công thất bại của những người ở trong lĩnh vực đó đi trước. Và từ đó đó, họ mới xem chỗ nào là thành công, chỗ nào thất bại, chỗ nào chưa được hoàn thiện, chỗ nào có vấn đề. Và dần dà rồi họ dẫn đi đến một cái sáng kiến mới, một cái phát kiến mới. Nhưng mà thưa quý vị, cái phát kiến sáng kiến mới đó nó là mới, nhưng mà kỳ thật đó, nó đều y cứ trên những gì thành công, thất bại, những gì nghiên cứu của công trình những người đi trước. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là rất ít người biết được là vào tháng 12 rồi, người ta đã gửi ra ngoài trái đất một cái viễn vọng kính tên là James Webb. Viễn vọng kính này có một cái kinh phí lên tới 10 tỷ Mỹ Kim. Và viễn vọng kính này được đưa ra khỏi trái đất, cách trái đất khoảng 1 triệu mai, tức là 1.600.000 cây số. Thì thưa quý vị, cho đến giờ này chúng ta vẫn chờ viễn vọng kính James Webb gửi cho chúng ta những hình ảnh đầu tiên, tại vì nó đang ở trong thời kỳ đi đến cái điểm sau cùng. Nhưng mà để thực hiện một cái công trình như vậy, người ta cần rất là nhiều sự góp nhặt tinh hoa. Tinh hoa đó đến từ đâu? Từ những nhà khoa học, từ những sự hiểu biết, từ những nghiên cứu, từ những cái công ty chế tác, những cái cơ phận. Bởi vì chúng ta phải có được những điều đó, chúng ta mới sản sinh ra được một cái viễn vọng kính tối tân bậc nhất của nhân loại, đó là James Webb. Chuyện bắt buộc như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, trong cuộc đời tu tập của chúng ta đó, nó sẽ là một điều sai lầm khi mà mình nghĩ rằng mình giỏi, mình hay, mình hiểu biết tất cả. Nhưng mà kỳ thật á, ở trong cuộc tu chúng ta rất cần để chắt lọc, để học hỏi, để thẩm định những gì mà chúng ta được nghe, được học từ ở trong kinh, được nghe những cuộc đối thoại của các vị tôn giả đệ tử Phật, ngay cả như là cái phẩm kinh mà chúng ta đang học là những cái lần diện kiến tham vấn của vua Patinak với Đức Phật, cũng để lại cho chúng ta nhiều gợi ý quan trọng. Chúng ta học từ đó. Tại vì nếu con người mình nghĩ rằng mình sinh ra đời, mình không cần ai hết, mình có thể trở thành một cái hòn đảo nằm chơ vơ giữa biển khơi, không cần nương ai tựa ai đó, thì thật sự chúng ta sẽ rất là sai lầm. Tại vì thưa quý vị, hầu hết những cái kiến thức mà chúng ta biết về thế gian là do cái sự tổng hợp những gì chúng ta học hỏi từ những người đi trước. Học hỏi về những người đi trước rất là quan trọng. Chúng tôi chưa thấy ai trong cuộc đời này mà người đó giỏi mà chỉ biết có việc của họ mà không học hỏi những người đi trước hết. Bởi vì Đức Phật ngài dạy có ba thứ trí, là trí văn, trí tư, trí tu. Trí văn là trí,
do được nghe nhiều, học rộng. Trí tư là biết, suy xét, biết thẩm định. Và trí tu là do sự tu tập. Cả ba đều cần hết. Và khi nói đến trí văn, nhờ có trí văn thì chúng ta mới có trí tư, trí tu. Nhưng mà trí văn nó đến từ đâu? Đến từ những người mà chúng ta gọi Kayaramitta là bạn lành, hay là những người hiểu biết, hay là những người mà đã có lòng bi mẫn để lại cho cuộc đời những công trình, những bản tường trình, những bản báo cáo, những công trình nghiên cứu, những kết quả thành công hay thất bại. Tất cả những điều đó nó lợi cho chúng ta vô cùng. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi sang ngôi chùa Vajradachak, là ngôi chùa Ngài Chan Cha, ngày lập ngày để cho Ngài Subito làm trụ trì đó, thì cái chùa Ngài Chan Cha ở là chùa Quách Động Pháp Phong đó. Và cách đó gần 3 cây số có ngôi chùa Vajradachak, là ngôi chùa của chư tăng ngoại quốc ở đó. Thì chúng tôi khám phá ra một việc mà rất là thú vị, là trong chùa có một cái phòng kinh sách, chúng ta tạm gọi là cái thư viện nhỏ. Nhưng mà trong thư viện này có rất là nhiều tài liệu viết tay của những vị tu sĩ mà ở chùa đó mấy chục năm rồi. Họ viết tay về cách may y tầng già lê, họ viết tay về cách làm thế nào để nhuộm y, họ viết tay về cách thế nào để chữa trị khi bị bồ cạp cắn, bị rít cắn, bị rắn cắn, vân vân. Điều ngạc nhiên của chúng tôi đó là chư tăng Việt Nam hay là người Việt Nam chúng ta không có thói quen là ghi chép lại những gì mình đã trải qua. Một á, là mình lười, hai là bị sợ người khác chê cười. Nhưng cái tinh thần đó đó, người Nhật không có và người Tây Phương không có. Họ làm cái gì đó, họ ghi chép lại. Và người đời sau có thể nhìn ra những cái sai lầm, những cái thiếu sót, những cái thất bại. Cũng phải là chuyện để ta cười. Và đơn giản á, đó là những người ý. Và chúng tôi học rất nhiều điều về điểm đó. Người ta ghi chép lại rất là kỹ, thưa quý vị. Mà lúc đó chúng tôi rất là cảm kích. Cảm kích lắm, tại vì sao vậy? Chúng tôi nghĩ rằng những người bỏ thì giờ họ viết không phải là để họ chứng tỏ cho người khác biết là họ hay. Mà họ viết là vì cái lòng thương tưởng, vì cái lòng nghĩ tưởng đến những người phía sau. Thay vì người phía sau phải dọ dẫm, phải đi tìm những điều đó. Bây giờ mình đã làm qua rồi, mình biết thất bại thành công. Ví dụ như quý vị tưởng tượng là đến chùa Ngài Chan Cha là chư tăng phải tự may y lấy, rồi tự nhuộm y lấy. Mà khi mình may y đó, mình không biết cắt cắt vải xong á, thì mình ráp nó không đúng cái chiều và vải đó, thì thưa quý vị, nó nhúng đầu này, nó như đầu kia. Và các vị phải chỉ lưỡng. Mà có những người họ giỏi lắm, họ qua làm xong việc đó ra họ chỉ, rồi chẳng chỉ họ còn vẽ hình cho chúng ta biết. Và chư tăng học từ đó ra. Thì bây giờ chúng tôi nói quý vị như vậy là những người đó cũng là những thiện hữu, những người đó cũng là những người bạn lành. Dĩ nhiên cái bạn lành tối thượng chúng ta trong cuộc đời là Đức Phật. Nhưng mà tất cả những ai đi trước đã chia sẻ để lại những cái kinh nghiệm quý báu trong đời sống của chúng ta đó, thì những người đó đều là bạn lành hết. Yeah. Những người đó đều giúp cho chúng ta những điều lợi lạc hết. Bởi vì sao? Bởi vì thưa quý vị, rõ ràng là chúng ta là người sống trong cuộc đời này cần những thứ đó. Chúng ta rất cần, rất ư là cần những thứ mà... Để quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Chúng ta thực sự rất là cần những... những người sống trong cuộc đời này mà vì cái sự tử tế, vì cái lòng bi mẫn, vì cái tình thương cho nhau đó, để mà chúng ta chia sẻ với nhau. Bởi vì người ta nói cái xã hội Tây Phương mà khi họ vượt qua cái thời kỳ tối tăm của thời Trung Cổ mà họ phát triển được đó, là họ có một cái định hướng về xã hội, về khoa học đó, nó tốt hơn là người Trung Hoa. Ở điểm này là người Trung Hoa trong nhiều thế kỷ đó thì họ có những cái phát minh rất là quan trọng. Nhưng mà cái vấn đề của người Trung Hoa đó là họ giấu nghề. Trong khi đó thì ở xã hội phương Tây không phải là họ cái gì họ cũng đưa ra bên ngoài hết, thưa quý vị.
Nhưng mà đa phần á, những cái công trình nghiên cứu về khoa học của họ đó, họ đều chia sẻ, đều viết lên. Và chúng tôi nhớ rằng có những cái vị mà giáo sư có những công trình nghiên cứu đó, những gì mà họ làm được đều dựa trên cái gọi là viết những cái report. Họ viết ra, công bố ra. Thí dụ như là họ tìm về những cái thuốc trị Alzheimer thì họ viết rất là kỹ, họ công bố ra bên ngoài. Bởi vì trong cái xã hội ngày nay đó, người ta chú trọng về vấn đề bản quyền là tại vì sao? Là bởi vì do tôn trọng bản quyền đó, thì những cái người mà bỏ công ra để sưu tầm, để suy nghĩ, để thí nghiệm đó, thì những người đó mới có được cái sự gọi là đối xử xứng đáng. Và đối xử xứng đáng ở đây chúng tôi nói đối xử, quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Nhưng mà chính vì những cái công trình của người đi trước đó, nó để lại cho chúng ta không biết bao nhiêu là những cái, giờ quý vị chờ chúng tôi chút xíu, là những cái lợi lạc. Chúng ta thử tưởng tượng trong cuộc sống này, mình có trăm muôn ngàn chuyện mà phải làm, thực hiện. Mà nếu chúng ta cái gì cũng phải tự mình dò dẫm, tự mình tìm hiểu, mà không có những công trình của những người đi trước, của những tiền nhân, thì thưa quý vị, quả thật là chúng ta có vấn đề. Vấn đề lớn lắm. Vì sao? Là bởi vì thật ra trong cuộc sống này hầu như có vô số lĩnh vực, có vô số những cái công việc mà chúng ta chỉ có cách là phải chịu vận dụng những cái kiến thức, những cái kho tàng của những người chỉ trước để lại thôi. Dạ, thì chúng ta mới có thể làm được. Chứ nếu chúng ta tự mình làm thì chúng ta không bao giờ làm được. Ở đây thì chúng tôi muốn đề cập đến một điều. Điều này thưa quý vị là chúng ta phải hiểu khi mà thân cận với bản lành đó, là trong cuộc sống này chúng ta có bao nhiêu lần ở trong cuộc đời của mình mà những khi chúng ta gặp khổ nạn, những khi chúng ta trải qua những khó khăn mà chúng ta lại chúng ta lại nghĩ đến Đức Phật, nghĩ đến lời dạy của Đức Phật, và chúng ta nhớ được cái câu là Đức Phật là bản lành của chúng sinh. Quý vị quan hỷ, quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút xíu nha. Chúng tôi có công việc chút xíu. Không biết là sư Thượng tọa Tuyên Quyền ấy, không biết Thượng tọa Tuyên Quyền còn ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Tuyên Quyền còn trước máy, Thượng tọa quan hỷ trở lại để giúp nói cho vài câu. Có công việc này chút xíu. Dạ, có con. Dạ, sư quan hỷ, sư Thượng tọa quan hỷ tiếp tục cho trong khoảng 5 phút Thượng tọa. Có công việc này chút xíu. Dạ, mô Phật. Dạ, có con. Dạ, con thỉnh Thượng tọa cứ đi giải quyết vấn đề. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Dạ, quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn cô Nguyên Sư, cảm ơn sư Tư Tri. Thì kính thưa quý vị, quả thật như vậy. Cái đời sống mà chúng ta, xung quanh cho chúng ta gặp rất là nhiều cái, những cái tấm lòng tốt, và cũng có những cái tấm lòng xấu của những người bạn lành, cũng như có những người ác hữu của chúng ta. Thì trên tinh thần tu tập thì chúng ta chọn những cái bạn lành là một điểm tựa, là một cái bài học, hay là làm một cái sự chia sẻ cho chính mình. Chứ còn nếu như mà chúng ta mà dĩ nhiên rằng thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều, đó là sự thật trong cuộc đời. Nhưng từ để mà gặp được thạch sanh thì chúng ta phải trải qua lý thông, để từ đó chúng ta mới có sự so sánh. Có sự so sánh. Mà nếu như tất cả trong cuộc đời mà chúng ta đi trên một cái tấm thảm, đi trên một cái con đường nó bằng phẳng,
nó không được như vậy đâu. Luôn luôn lúc nào cũng đi trên một tấm thảm, một cái con đường bằng phẳng thì không bao giờ có. Mà có những lúc nó nhiều khê, có những lúc nó ổ gà, có những lúc nó giằng sóc, và có những lúc nó phụ quanh cua, và đều ập thắt gần. Nhờ như vậy chúng ta cũng trải nghiệm được cuộc đời. Thì dù cho là thạch sanh hay lý thông gì, nhưng cuối cùng chúng ta chọn được, biết được đâu là bạn lành, đâu là bạn ác, đâu là cái điều mà chúng ta cần làm, đâu là cái điều mà chúng ta cần phải lánh xa, cần phải rời bỏ. Nó có một giá trị như vậy. Cũng như nếu như các vị mà muốn thành tựu cái lý tưởng tu tập, thì thời phải dựa vào tám chi phần, như là qua cái bài học này. Và cũng như đúng như một vị vua, đối với các quan thần, nếu như vua muốn được tất cả được tốt đẹp, thì vua phải là người thực hành, nó không giải đãi, thực hành theo những cái thiện pháp. Và các quan thần đó dựa theo đó, thấy theo đó mà làm, rồi tới binh lính, rồi tới cả dân chúng xa gần, thôn quê, thành thị, họ đều như thế. Thì đó cũng chính là một điều mà chúng ta thấy rất cần thiết, để chúng ta biết được nơi nào chúng ta cần phải gần, và nơi nào chúng ta cần phải lánh, nơi nào chúng ta cần phải tránh xa. Đây là một cái ý niệm mà tất cả mọi con người được thiết lập trên cái sự phân kỳ phân ly của chính mình. Ở nơi nào cũng vậy quý vị. Nơi đâu cũng có anh hùng, nơi đâu cũng có những người tiểu nhân, những người khùng, người điên, là như thế. Những người tốt, những người xấu. Bây giờ chúng ta lỡ chúng ta rơi vào một cái nơi mà ở nơi đó nó toàn là ác xấu, thì chúng ta phải biết giữ mình, chúng ta phải biết tránh né, chúng ta phải biết làm sao để được an toàn. Chứ bây giờ cuộc sống này đâu phải lúc nào mình được như ý đâu. Bởi vì nó theo cái duyên cái nghiệp của mình, và theo cái sở tâm sở tánh của mình đã tạo. Nhiều khi trong vô tình mình gặp phải, mình bị làm một người mà cho đó là tốt đẹp, cho đó là hay, cho đó là tốt, cho đó là giỏi, thì chúng ta cũng phán xét. Bởi vì tâm con người cũng đổi thay mà, lúc như thế này, lúc như thế kia, chứ không phải họ lúc nào cũng ác, họ lúc nào cũng tốt đâu. Tâm nó vô thường, mà biết được cái tâm nó vô thường, biết được các cái vận hành của các pháp, mà từ chỗ đó chúng ta không phải quá nhiều hy vọng, không phải quá nhiều cái điều mà chúng ta đặt định nó, để từ đó mà nó dẫn dắt cho ta phải rơi vào tuyệt vọng, phải rơi vào không có lối đi. Đó cũng chính là một điều nó có cái hay lắm. Bây giờ may mắn là chúng ta được gần được các bậc trí tuệ, các cái bạn lành, những người đồng cái tri kiến, đồng cái tri kiến và đồng cái sở hành, đồng sự với nhau. Nhưng bây giờ họ không đồng tri kiến, họ không đồng giới, họ không đồng sự, thì chắc chắn rằng chúng ta khó có thể làm việc được. Cũng như trong công việc Phật sự, trong cái việc mà chúng ta ngay lúc này nè, đối với chư Phật tử ở trên room, nếu chúng ta không những phần hành mà chúng ta không có cái sự đồng hành với nhau, không có cái đồng kiến với nhau, không có một cái tâm đồng để hộ đạo hộ pháp, mà chúng ta vì bực bội, vì khó chịu hay vì tự ái xa gần, thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta thực hiện được. Và cũng nhớ, thì lúc mà tâm nó vô thường mà cũng có vui có buồn, thầy trò với nhau nó còn đụng chẩn đụng chuyện cha con mẹ con với nhau, có những lúc cũng ầm ầm đùng đùng, nhưng tất cả cuối cùng biết quay về, biết buông bỏ, biết đứng dậy, biết xóa bỏ đi, như cái dao nó chém xuống nước nó không có để lại cái dấu, như là ở trên cát vậy đó, lâu đài trên cát có cự nữ hay có ước mơ gì, có nói gì, nhưng một cái sóng nó đi qua là nó mất hết. Thì cũng lời nói cũng vậy, như là nước vậy đó, như cái dao chém xuống nước, coi nó dữ dằn,
âm âm đùng đùng, nhưng nó cắt qua một cái rồi nó liền lượt ngay. Thì đây cũng là một giá trị mà là một người có cái giác tánh, là một con người có một cái hiểu biết, là một người có một cái sự hiền thiện, có cái căn bản, có cái căn tánh thiện. Chúng ta phải nhớ có cái căn tánh thiện của một phần, chút ít phần vô tham, chút ít phần vô si, chút ít phần vô sân thì mới được. Chứ còn quả thực nếu như không phải mà chúng ta luôn luôn nào chúng ta cũng nghĩ rằng bây giờ mình không tìm được cái đối thì ở cái tương đối cũng là được rồi. Chúng ta cũng nhớ như vậy đó. Đối với các vị thầy của mình cũng vậy. Chúng ta đừng có quá nhiều yêu cầu. Khi vị ấy còn phàm phu, khi vị ấy còn là những người sống trong cuộc đời, chắc chắn nó cũng có những cái xa gần, cái cao thấp, cái ngắn, cái dài. Nhưng biết vượt qua cái ngắn, cái dài, cái cao, cái thấp đó để chúng ta có một cái đồng hướng, có một cái đồng kiến, có một cái đồng làm thì nó hay. Chứ còn nếu quá nhiều yêu cầu, quá nhiều cái tiêu chí thì cũng là một điều giới hạn. Trong cuộc sống hiện cuộc, đang nói trong cuộc sống hiện cuộc. Dĩ nhiên, trên con đường mà thực hành dựa trên bắc, dựa trên 8 cái chi phần, 8 cái thánh đạo này là một giá trị tuyệt đối. Hay là cư xử với nhau, với những người bạn bè, dựa trên cái tinh thần của Kalayanamittata, thiện hành, thiện quả, thiện trí, thiện căn, để các pháp lành như là thập thiện, hay là như là cái điều mà 10 cái điều mà phúc lành, thì cái điều đó quá tốt đẹp. Mà những người là những người thân thương với nhau, biết chia sẻ, biết san sẻ, biết hiểu thương, gánh vác cho những người bạn của mình những lúc khốn đốn, những lúc buồn chán, những lúc rơi vào tuyệt vọng, những lúc chênh vênh, những lúc bệnh hoạn, những lúc thất vọng, không có lối đi. Thì đó cũng chính là chúng ta cần phải có một cái, làm cái chỗ tựa, làm cái chỗ nương. Thì điều này cũng là tốt đẹp rồi. Để cho họ không phải rơi vào tuyệt vọng, để họ không phải rơi vào cái điều ác xấu. Đây là điều chúng ta cần phải thực hiện. Và nhờ như vậy, thì cuộc đời sống này nó mới có ý nghĩa một chút xíu. Bởi vì không phải nó gió cuốn đi hay là nó đi qua ở trong cuộc đời gì cả, mà đó là để lại cho nhau chỉ là những hoài niệm, chỉ là những hoài tưởng là cũng tốt đẹp. Những hoài niệm, những hoài tưởng, tưởng tốt dành cho nhau để trong đoạn đường đời hiện kiếp này cũng như ở kiếp lai sinh, chúng ta phải không bước vào những cái điều đau khổ, đừng gây oan trái, đừng gây khổ đau cho nhau, rồi cũng sẽ gặp nhau, rồi cũng sẽ trở bổn cũ nó hiện lại. Thì nếu muốn như vậy thì chúng ta sống đừng có gây oan trái, sống đừng có làm hại nhau, sống biết thương nhau, biết chia sẻ, biết nhường nhịn và biết chấp nhận. Dạ, biết chấp nhận ta sẽ thành tựu được. Đó chính là cái lý pháp mà cũng là một cái thực nghiệm sống ở trong cuộc đời này. Và không ai có thể chia sẻ được, không ai có thể làm việc được. Mà đó cũng chính là cái giá trị của bạn lành, thưa quý vị. Biết bỏ qua, biết chọn những cái điều tốt, biết chọn những cái điều hay, biết chọn những cái điều căn bản, và biết xóa bỏ, biết vượt qua những cái điều nó không tốt đẹp của bản mình hay của người thân mình. Yeah, cái điều đó nó quan trọng lắm. Tức là chuyện lớn quá làm nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không. Đừng có những cái chuyện nhỏ mà xé ra to. Đừng có những cái chuyện mà đã qua rồi cứ mà nhắc lại, cứ mà khơi lại những cái nỗi đau, những cái sự khổ sầu của người, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thành tựu được tốt đẹp
Vì vậy cho nên gọi là một cái người bạn lành là những người cảm hiểu thương và chấp nhận cho nhau. Và từ đó chúng ta mong rằng trong cuộc đời này hãy tìm hay gặp những người đó. Đành rằng nó rất khó chứ không là dễ, nhưng chắc chắn rằng nó cũng sẽ có cho những tâm tư biết tìm cầu, biết trân quý, biết giữ gìn nó. Dạ. Thì kính bạch thượng tọa đã có mặt ở trước máy chưa? Nếu mà tọa đã có mặt trước máy thì con kính thượng tọa tiếp tục. Và nếu thượng tọa chưa có nữa thì con sẽ nói tiếp. Ở trong cái cuộc tu đó, kính thưa quý vị, nhiều khi mình không nói với ai được, mình không sẻ chia với ai được, thì cái điều mình làm bạn với cái gì? Đúng vậy, làm bạn với cái sự tu tập, làm bạn với pháp, hay làm bạn với chính mình. Mình nói với mình nói mình nghe, mình suy nghĩ mình hiểu, nhưng mình làm mình biết. Vì cũng không ai thương mình bằng chính mình, cũng không ai ghét bỏ bằng mình, tự mình ghét bỏ mình. Mà trong câu kinh chúng ta thấy, nếu không gặp bạn đồng hành, hiền minh chân tránh, hiểu rành lối đi, tha rằng một mình ra đi, như tê giác một mình. Cái câu này, thà một mình ra đi như tê giác một mình, tức là chúng ta biết sống một cách chuẩn bị, biết cách lo lắng cho chính mình, thương mình đó quý vị. Bởi vì không ai thương mình bằng chính mình. Nếu mình không thương mình thì không ai thương mình hết. Đó là thật. Nếu như mình biết thương mình thì mình phải biết bảo vệ mình, mình chăm sóc cho mình. Và đó cũng chính là mình là bạn của mình. Nghe nó lạ nhưng mà thật như vậy đó. Là bạn với chính mình. Mà cái này nhắc nó cũng hơi là tếu tếu, nhưng nếu nó là thật như vậy đó, y như Châu Bá Thông vậy đó. Tức là vừa đánh mình mà vừa chế ra cái phương pháp đỡ mình. À, nó như vậy hay vậy đó. Ông ta vừa chế ra cái pháp môn đánh mình và tự mình biến ra cái phương án đỡ. Tự mình đánh mình, tự mình đỡ mình. Thì cũng vậy. Trong cái sự kiểm soát của cuộc đời mình á, mình sai, mình đúng, mình tốt, mình xấu, là tự mình phải biết, phải hiểu. Hay vậy đó quý vị. Vì tự mình, đó mới gọi là làm bạn với mình. À, nếu như cái điều này xấu, điều này không tốt, cái điều không đúng, thì chúng ta nên bỏ, nên tránh. Thì đó cũng chính là bạn của mình. À, điều này là tốt đẹp, chúng ta nên gìn giữ. Đó là mình, chính là bạn mình. Nếu như không tìm cái sự thân cận được, hay Đức Phật nói, lấy giáo pháp của Ngài làm thầy, nương tựa vào giáo pháp, chớ có nương tựa vào một cái gì khác, thì chớ có thân cận một cái gì khác. Sau khi Như Lai Viên Tịch trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, khi học, khi hiểu biết được, thì chúng ta mới thấy được. Có những lúc á, quý vị sống một mình mà quý vị không thấy cô độc, quý vị sống một mình quý vị vẫn cảm thấy vui. Bởi vì khi mình nghĩ rằng cần phải có người, thì ở đó chúng ta đã bị một cái gì? Đã bị một cách dính mắc, đã bị một cách tức là vay mượn, hay nhờ vả, hay có sự tựa nương. Mình sống một mình vẫn vui. Từ ở thành thị Trung Nguyên đầy đủ phồn hoa náo nhiệt, nhưng chúng ta quay về ở đời mạt, ở một nơi xa xôi, im điềm, đổ dày của những cánh rừng, của những đồng bằng, của những thảm cát, vân vân, mà chúng ta cảm thấy vẫn không có sự buồn chán. Đó chính là một cái giá trị tích cực, mà đó cũng chính là Kalayanamittata. Bởi mình sống không có bị ảnh hưởng với ngoại cảnh,
cái chỗ này không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh hay tha nhân người ta mang tới cho mình, hay là sống không bị vay mượn, sống không bị vay mượn, sống không bị nợ cuộc đời. Chúng ta tập là được mà. Nếu chẳng hạn như quý vị ở bên nước ngoài cũng vậy nữa. Sự thật ra, nếu mà sống được một mình, đủ quý vị đi làm về, rồi ăn uống chút xíu, rồi ngủ nghỉ, rồi xong. Rồi hàng ngày như mỗi ngày như thế, thì nó cũng quen thôi. Và chúng ta không cảm thấy nó khủng khiếp khi một mình đơn độc, khi một mình nó cô tịch. Nhưng nếu muốn như vậy, thì chúng ta phải có một cái sức mạnh của nội tâm. Mà sức mạnh của nội tâm là tự cho chúng ta có một sự đào luyện. Tức mình không có sự có sợ cái sự cô tịch cô độc. Rồi lúc đó quý vị biết, khi mà chúng ta đã quen như vậy đó, rồi chúng ta đi đâu cũng vậy, thì chúng ta cũng có lối về cho chính mình. Một cái nơi chúng ta đang tham dự hay chúng ta đi đến, cái chỗ phồn hoa náo nhiệt tưng bừng, à thì chúng ta cũng ở nơi đó, chúng ta cũng hòa nhập một chút xíu, sau đó chúng ta về và chúng ta không cảm thấy bị mất mát, không cảm thấy bị đơn lẻ, không có mà cảm thấy bị cô tịch. Và đây là vấn đề rất là quan trọng. Mà muốn được như vậy thì tự chúng ta, nếu như đã không tìm được người thì tại sao không một mình mình, tại sao không một mình mình cất bước tiến bước. Nói một cách sâu xa hơn, cuộc đời có bỏ mình, người có bỏ mình đi, dầu cho là vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, ngay cả thầy bạn, một mình cũng vẫn bước, một mình cũng vẫn sống, một mình cũng vẫn hiện hữu trong cuộc đời. Đây mới làm nói lên một cái tinh thần Kalayanamitta với chính mình, và một cái sự hiểu biết với con người của mình. Dạ. Yeah. Nếu Thượng Tọa đã quay trở lại thì con kính thỉnh Thượng Tọa tiếp tục, và cũng còn 10 phút nữa con kính cũng thỉnh Thượng Tọa Nam Mô Bổn Sư. Cái chừng Thượng Tọa Thủy Quyền đã giúp cho phần nói chuyện vừa rồi. Thưa quý vị, tiếp theo lời Thượng Tọa Thủy Quyền, chúng tôi xin được đề cập đến một ý nghĩa là tại sao chúng ta tu tập bát. Đức Phật thì đề cập đến thân cần bản lành lại liên hệ đến sự tu tập bát chánh đạo. Thứ nhất thì thưa quý vị, chúng ta dạ thấy rằng tu tập bát chánh đạo đó là cái cốt tủy của sự tu tập. Khi mà mình nói về sự khổ, nhân sanh khổ, diệt khổ và con đường để diệt khổ đó, là chúng ta nói đến đạo đế. Con đường diệt khổ chính là bát chánh đạo. Thì như vậy rõ ràng là sự tu tập bát chánh đạo đó là cái căn bản của tất cả sự tu tập. Và Đức Phật không phải chỉ nói một cách tổng quát mà Ngài còn đi vào chi tiết. Đó là tu tập chánh kiến, tu tập chánh tư duy, tu tập chánh ngữ, chánh nghiệp, tu tập chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Điều cần của bạn là một trong những lý do mà khiến cho chúng ta rất cần bạn là khi tu tập bát chánh đạo đó, đó là sự vướng vấp. Đó là sự vướng vấp. Vướng vấp cái gì? Đó là lòng tự mãn. Chúng ta nghe câu chuyện của tôn giả Aniruddha. Khi mà tôn giả đến thỉnh vấn Ngài Sariputta là: thưa tôn giả, tôi có thể thấy được cả ngàn thế giới với cái năng lực thiên nhãn thông của mình, tuy vậy tôi không thể thành tựu được quả chứng. Thì thưa quý vị, tôn giả Sariputta
Ngài nói rằng, này hiền giả, khi hiền giả nói rằng tôi có thể thấy được cả thế giới với thiên nhãn thông của mình, đó là cái mạng của hiền giả. Mạng ở đây chúng tôi đọc theo giọng miền Nam, nhưng mà không phải là mạng sống, mà chữ mạng ở đây là kiêu mạng, thưa quý vị. Dạ, kiêu mạng. Và khi hiền giả nói rằng tuy vậy tôi vẫn không thành tựu giải thoát hoàn toàn, thì đó là sự dao động hay là sự hối tiếc, nuối tiếc của quý hiền giả. Và chính lời khai thị này của tôn giả Sariputta đã khiến cho Ngài Anuruddha nhận ra vấn đề của mình. Thì ở đây không phải là vì chứng được thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, mà thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân là trở ngại, mà đó là niềm tự hào, đó là sự kiêu bạn rất là nhỏ. Tôi làm được việc đó, và cái đó là cái trở ngại. Ở trong cuộc sống mình, thưa quý vị, nhiều khi sự thất bại á, nó không làm tăng cái sự vướng bấp nhiều bằng sự thành công. Mình làm được chuyện gì đó, mình tự phụ là mình hay quá, mình giỏi quá, mình xuất sắc quá, mà đặc biệt quá. Và chỉ có những người bạn lành, chỉ có những người thiện trí mới chỉ cho chúng ta thấy rằng cái đó nó chỉ là một giai đoạn, cái đó nó chỉ là nhất thời. Đừng quá nặng lòng về cái đó, hãy tiếp tục đi tới. Như ở trong thiền tông họ có cái câu thoại là hãy tiếp tục đi tới, go on, hãy tiếp tục đi tới. Và nếu chúng ta đọc ở trong kinh, chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy chúng ta bố thí trì giới, thậm chí Ngài giải về quả của các cõi trời, Ngài giải về các cảnh giới của phạm thiên. Nhưng mà rồi đối với những vị đã thành tựu như vậy thì Đức Phật Ngài dạy rằng còn phải đi tới nữa, cho đến khi nào mà tự mình thấy được sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm được, thì lúc đó mới được xem như là đã viên mãn. Điều này là một chuyện khó, thưa quý vị. Tất cả chúng ta sở dĩ dậm chân một chỗ, không đi tới trong cuộc đời này, ở bất cứ lĩnh vực nào, nó đều do sự tự mãn mà ra hết. Chúng tôi lấy ví dụ như là, đừng nói chi chuyện tu chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Có nhiều vị trong cuộc đời mà mình học tiếng Phạn, học tiếng Bali mà giỏi chút là thấy tự hào rồi. Có những người ở trong cuộc đời này mình ngồi thiền được 1-2 tiếng được yên là mình thấy mình tự hào rồi. Có những người có thể ngồi trên pháp tòa để thuyết pháp tự hào rồi. Nhưng mà chính cái sự tự hào đó là cái gì đó giam chân mình lại, cái gì nó không cho mình đi tới được nữa. Thành ra chúng ta nhớ cái lời dạy của Đức Phật đó. Chúng ta nhớ về cuộc đời của Đức Phật, thưa quý vị. Ngài rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ và Ngài đến với, quý vị chịu khó nha, chúng tôi đang ở ngoài bãi đầu xe đó, mà ở kế bên có một chiếc xe nó bị rú, chúng tôi không có làm cái gì được. Thì thưa quý vị, khi mà Ngài đến với đạo sĩ Uttaka và Đạo hữu Alara, thì rất là nhanh chóng Ngài thành tựu được những gì mà những vị đó đề cập, đó là thiền vô sở hữu, tiểu tiên phi tự, tiểu phi tự. Nhưng mà Ngài cũng thấy ở đó là đến điểm sau cùng. Và kể cả khi Ngài tu khổ hạnh, Ngài đạt đến sự khổ hạnh cùng cực, Ngài cũng không cảm thấy tự mãn về việc đó. Tại vì sao? Ngài có đủ cái khả năng để nhận chân ra rằng phải tiếp tục tiến tới nữa. Mà khi mà mình nói rằng mình có thể xem nhẹ cái mà mình đang thành tựu, đã thành tựu, mà muốn xem nhẹ cái đó, thường đó là do những người bạn lành nhắc nhở. Và nếu không có bạn lành nhắc nhở, thì chính Đức Phật là người đã nhắc nhở chúng ta chuyện đó.
Tại sao chúng tôi nói Đức Phật đã từng nhắc nhở chúng ta chuyện đó? Thí dụ như Ngài dạy về tám sự giải thoát, chứng được sơ thiền mà bỏ được thiền, thì đó là một sự giải thoát. Nghe lạ lắm phải không? Nhưng mà không, không bỏ sơ thiền mà sao chứng được gì thiền? Mà chứng được gì thiền mà không bỏ được gì thiền làm sao chứng được tam thiền? Mà muốn bỏ được cái mà mình đã từng tha thiết, cái mình từng hướng đến để mình có thể chứng cái cao hơn đó, muốn bỏ lời sau lưng, thì quý vị, nó là cả một cái, nó là cả một sự tự nhiên. Nếu không có một người bạn gọi là cao nhân chỉ điểm cho mình để mình bỏ, thì chúng ta phải nhờ vào giáo pháp. Bởi vì Đức Phật Ngài khen tôn giả Xá Lợi Phất ấy, là trong cái cuộc tu tập tôn giả Xá Lợi Phất có một đặc biệt là khi tôn giả chứng một tầng thiền thì tôn giả có thể tự hồi quán nhìn lại và thấy được cái sự vô thường, thấy được cái tính cách bất cập, cái tính cách không tuyệt đối, không là cứu cánh của tầng thiền đó. Thấy được như vậy thì tôn giả đi lên và rất nhanh chóng tôn giả đạt đến phi tưởng phi tưởng, vừa chứng đắc, đạt đến bỏ lại, đạt đến bỏ lại. Chúng ta cứ tưởng tượng là trên hành trình mà chúng ta đi đó, chỗ nào đẹp cũng tấp vô, chỗ nào thích cũng muốn mua nhà ở lại, chỗ nào thích cũng muốn lân la hoài, chúng ta chẳng đi đến nơi về đến chốn được. Và điều này rất cần người bạn. Khi mà chúng ta tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thứ gì, hôm nay thì thật ra chúng ta không có thì giờ. Nhưng phải nói rằng trong sự thực hành thiền định, trong sự tu tập tứ niệm xứ, thì một cái khả năng mà rất quan trọng của hành giả đó là khả năng ghi nhận rồi buông xả. Dù là đó là chứng duyên, dù đó là thuận duyên, dù đó là tốt hay là xấu. Có vô số người, thưa quý vị, chúng tôi nói chỉ vô số mà, quý vị đừng nói là quá đáng đâu. Tại vì chúng tôi đã từng hỏi các vị thiền sư đó, là có những người mà hành thiền, họ chỉ chứng đến một cái trạng thái gọi là thoải mái để ngồi lâu, họ cũng dính mắc cái việc đó. Họ đạt đến pháp hỷ rồi cảm thấy lâng lâng nhẹ nhàng, họ cũng dính mắc cái chuyện đó. Họ cảm thấy rằng ở trong thời gian đó mình hoàn toàn thanh tịnh, rỗng rang, không có vướng bận trong giây phút nào đó, thì họ cũng vướng mắc vào việc đó. Và các vị thiền sư luôn luôn nhắc rằng dù tốt, dù xấu, dù hay, dù dở, chỉ ghi nhận và tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Tiếp tục quán sát đối với hơi thở, quán sát với các đề mục thân thọ tâm pháp. Công việc của mình là tiếp tục quán sát, chứ không phải là mình ngồi lại mình thưởng thức những cái mà mình cảm nhận hay là mình thấy được hay mình trải qua trong lúc đó. Nhưng mà cái đó phải có người nhắc, tại vì chúng ta dễ bị kẹt vào chuyện đó lắm, rất dễ bị kẹt. Quý vị thấy một cái người trẻ mà đi vào trong cuộc đời đó, nhất là ở bên Mỹ, thưa quý vị, nó có rất nhiều cái sự vướng vấp. Người ta rất là dễ để học xong high school rồi đi tìm việc làm, tại đi tìm việc làm mà có tiền, không phải sống chật vật mà đi học, rồi có tiền thì có thể ra riêng được. Hay hoặc giả là có những người lại có bạn trai bạn gái sớm, rồi có con sớm, rồi đi kiếm việc làm sớm, vân vân. Thì khi mà mình có được một người bạn gái sớm, thậm chí có con sớm, rồi có công việc làm sớm, thì điều đó nó đồng nghĩa với sự ngăn ngại là người đó không thể đi xa hơn trong sự học vấn, trong sự xây dựng sự nghiệp. Quý vị tưởng tượng là mới có 19-20 tuổi mà có con rồi, mới 19-20 tuổi mà đi làm những công việc mà lương thấp rồi, thì làm sao mình học hết đại học được? Thì ở đây nhờ có cha có mẹ răng dạy nhắc con cái đó thì thấy nó được, nhưng thật sự nó không được, con phải cố gắng tiến lên. Thì phải nói rằng chỉ có những người bạn lành, và nếu không có bạn lành là một người thật sự, thì chỉ có sự nương tựa ở Đức Phật là bạn lành của chúng ta. Thì Đức Phật mới dạy chúng ta rằng làm thiện là tốt, sanh thiên là tốt, hưởng phước là tốt. Nhưng mà rồi Ngài cũng nhắc thêm rằng những phước báo trong ba cõi
kể cả thiên giới, nó chỉ là tạm bợ. Quả vị chưởng luân chỉ là tạm bợ, mà phải đạt đến một sự giải thoát toàn diện. Thì điều đó chỉ Đức Phật nhắc cho chúng ta thôi. Quý vị đọc kỹ tất cả các tôn giáo, tất cả những cái lời giải minh triết của xã hội đó, thường đưa ra một cái gì đó gọi là tốt, và dạy chúng ta dừng chân ở chỗ đó thôi. Chúng ta không tiến bộ được. Chúng ta không tiến bộ được. Nhiều lắm là sanh về cõi trời, nhiều lắm là sanh về cõi cực lạc, nhiều lắm là sanh về cõi nào đó thôi, nằm ở đó để hưởng, để làm gì để hưởng thôi. Nhưng mà Đức Phật ngày dạy chúng ta rằng tất cả các hành, tất cả pháp hữu vi, tất cả những pháp được tạo nên do cái nhân duyên, có sanh thì phải diệt. Tất cả các hành đều vô thường, các con phải tinh tấn nỗ lực. Vì vậy khi mà chúng ta đọc kinh, chúng ta suy nghiệm kỹ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái thành tựu ở trong con đường tu tập đó, thường là cái cột chân chúng ta nhiều hơn là phiền não. Cái đó khó tin lắm. Nhưng mà thưa quý vị, cái sở chứng sở đắc của chúng ta đó, nó là cái gì giam chân chúng ta, nó là cái gì khiến chúng ta không thể đi tới. Và chúng ta đặc biệt cần có một sự nhắc nhở khách quan. Sự nhắc nhở khách quan đó từ một người thầy, từ một người thiện hữu, từ giáo pháp của Đức Phật, là từ chính Đức Phật. Đức Phật có thể viên tịch lâu rồi, nhưng mà chúng ta vẫn nhắc bên này là pháp và luật mà Đức Phật để lại cho chúng ta chính là thầy của mình. Mình đi vào đó để tìm sự soi sáng. Tại sao mình không tìm? Tại sao mình quên rằng mình có một người cha, có một người thiện hữu, có một cái hình bóng lớn trong cuộc đời có thể nương tựa? Mà thưa quý vị, thường thường mình đi nương tựa cái tầm thường, đó là khổ của tất cả chúng ta. Chúng tôi thật sự hôm nay thì có rất nhiều điều để nói về cái việc mà tu tập bát chánh đạo liên hệ đến có bạn lành như thế nào. Nhưng mà xin lỗi quý vị là thật ra hôm nay chúng tôi có công việc phải đi làm giấy tờ bên ngoài đó. Thật ra chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Trương Chi Tôn Đức đã vào Rung để thuyết giảng. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có môn, cũng là môn tương ưng bộ, và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Đăng. Kính đảnh lễ Chi Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đặng đã đúc kết bài học ngày hôm nay và cho chúng con những điều chúng con nhớ kỹ trên con đường tu học. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốp đã yểm trợ trong phần hành, trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá. Thank you.